hôm nay chúng ta đi đến Kusinara, nơi Đức Thế Tôn Niết Bàn và nơi làm lễ trà tỳ của Đức Thế Tôn. Nơi đây là nơi mà ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn đã nói rất là nhiều. Và ngày hôm qua thì cũng cảm ơn quý vị đã gửi bài kinh Đại Bát Niết Bàn vào trong nhóm để cho nhóm có cơ hội, có dịp để xem, mà không biết rốt cuộc gửi có ai xem hay không thì không biết. Sư chỉ tóm tắt thôi. Có một vài điều chúng ta lưu ý cần ghi nhớ. Thứ nhất là dựa theo kinh Đại Bát Niết Bàn thôi. Thứ nhất là lý do Đức Thế Tôn Niết Bàn vào rằm tháng 4. Đó chính là vào ngày rằm tháng Giêng, là Ngài đã hứa với Ma Vương là 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập diệt. Trước đó là trong kinh Đại Bát Niết Bàn là Đức Thế Tôn không chỉ một lần mà rất nhiều lần, trong nhiều bài kinh ở nhiều nơi chứ không phải là chỉ một lần, có nói với Ngài Ananda đó, kiểu gợi ý là nếu như có người thỉnh thì Đức Thế Tôn Ngài sẽ sống trọn kiếp, nhưng mà không ai thỉnh, cho nên là Thế Tôn Ngài mới nhận lời của Ma Vương. Thì như Ngài Ananda Ngài nói là do khi đó là Ngài bị Ma Vương che tai, làm cho tâm si ám, thành ra là không có nghe được cái lời gợi ý của Thế Tôn, hoặc là nghe mà không có hiểu. Thì ở nơi đây khi mà nghĩ đến cái sự kiện này thì chúng ta nên có lời nguyện là mong cho phần phước cúng dường đến thánh tích, nhất là Kusinara và nơi Đức Thế Tôn Ngài đã trà tỳ. Thì mong là từ nay cho đến khi giải thoát giác ngộ, con không còn bị si ám, không còn bị che mờ. Những pháp nào cần nghe thì con có thể nghe, những pháp nào cần hiểu con có thể hiểu. Con sẽ không rơi vào cảnh người nói chánh pháp mà con không thể nghe, con không thể hiểu được điều đó. Mong cho phần phước mà con đã tạo, không ai có thể che tai của con, không ai có thể che mắt của con để nghe thấy chánh pháp, để nhìn thấy chánh pháp. Không ai có thể ngăn cản con thực hành chánh pháp, không ai có thể ngăn cản con đi đến sự giác ngộ giải thoát. Thì đây là cái lời nguyện mà quý vị nên hướng tâm đến. Cái sự kiện thứ hai là Đức Thế Tôn khi Ngài nhận lời Ma Vương thì Thế Tôn nói là Như Lai sẽ không có viên tịch khi mà chưa có dặn dò sắp xếp đến với đệ tử. Chính vì như vậy Đức Thế Tôn Ngài mới hứa với Ma Vương là 3 tháng nữa Ngài sẽ nhập diệt, chứ Ngài không có nhập diệt ngay lập tức. Chính vì điều đó mong quý vị phát nguyện thêm một điều là do sự nhắc đến sự kiện này, do sự cúng dường, do sự cung kính, do với tâm thiện lành hướng đến tứ thánh tích, đặc biệt là Kusinara và nơi trà tỳ Đức Thế Tôn, cầu mong cho con có khả năng biết trước được thời điểm mà con mệnh chung, con có khả năng trước khi mệnh chung có sự chuẩn bị sẵn sàng về giới, sự chuẩn bị sẵn sàng về định, sự chuẩn bị sẵn sàng về tuệ. Con có sự sắp xếp chu đáo, có sự sẵn sàng để thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn Ngài về trên đường Ngài đi về Kusinara thì bởi nhiều nguyên nhân mà đây là Ngài đi bộ chứ Ngài không dùng thần thông, bởi vì Ngài có lòng thương tưởng đối với chúng sanh. Ngay cả ngài Mahā Kassapa sau khi mà biết Thế Tôn viên tịch thì ngài vẫn đi bộ chứ ngài không dùng thần thông, bởi vì có lòng thương tưởng đối với chúng sanh. Bởi vì nếu như chúng sanh nghĩ là Thế Tôn mà ngài cứ dùng thần thông hoài thì sau này người ta sẽ lấy cái thần thông làm cái thước đo của chư tăng, thước đo sự giải thoát giác ngộ của chư tăng. Do đó Đức Thế Tôn ngài không dùng thần thông bởi lòng từ đối với chúng sanh. Và ngài đi như vậy á, chắc có lẽ năm sau hỏi tìm coi cái nơi mà ở tại nơi đó Thế Tôn ngài hứa với Ma Vương á là cái nơi đó, cái nơi nào không biết. Biết rồi mà đúng rồi đó, cái vấn đề chỗ đó mình không biết bây giờ là địa điểm nào. Nếu mà biết địa điểm thì mình có thể mình đến đó. Đó là một địa điểm mình nên đến. Xin nói thật là trong kinh tạng thì nếu mình muốn đi cho đủ phải đi cả tháng, chứ còn đi nửa tháng thì mình đi một nửa thôi. Đức Thế Tôn ngài đã đi bộ và ngài đi ngài nghỉ rất là nhiều lần. Ngài đã nghỉ rất là nhiều lần chứ ngài không có đi một lúc được. Và trên đường đi á, ngài khát nước thì có một cái vũng nước mà xe bò đi ngang qua cho nên nước đục ngầu. Ngài bảo ngài Ananda là hãy lấy Như Lai múc nước cho Như Lai. Ngài Ananda ngài từ chối, nói bạch Thế Tôn ngài hãy đi một lúc nữa thì có nước trong hơn, chỗ này nước đục quá. Thì lòng tốt của ngài Ananda đó là ngài có lòng tốt, không có muốn Thế Tôn phải uống nước đục, ngài thương Thế Tôn lắm. Nhưng mà Thế Tôn ngài nhắc lại 3 lần thì ngài Ananda ngài mới đành phải cầm cái bát xuống múc cho Thế Tôn ngài thương. Nhưng mà khi cái bát vừa đụng xuống á, thì nước trong vắt. Và ngài rất là hoan hỷ và ngài múc cái ba nước đó và ngài dâng lên Thế Tôn. Cái nguyên nhân á, là do ở kiếp quá khứ, khi đó Bồ Tát á, thấy con trâu uống nước đục thì Bồ Tát mới nắm con trâu kéo vào cái chỗ khác cho nó uống nước trong hơn. Nhưng mà khi kéo con trâu nó gị lại thì lúc bấy giờ Bồ Tát phải dùng sức mạnh kéo nó, mà khi dùng như vậy kéo nó không nghe thì có tâm sân, chính tâm sân hết á, cho nên là nó sẽ cho cái quả là đời sau. Khi mà Đức Thế Tôn ngài chuẩn bị niết bàn rồi, ngài muốn uống nước mà người ta vì lòng thương nha, vì lòng thương cho nên là để ngài khát. Đó. Nhưng mà cái nước sở dĩ nước biến trong á, là do ba la mật của ngài, do ngài đã vun bồi quá nhiều thiện pháp rồi, cho nên là nước ngài uống thì không thể nào đục được, nó phải trong. Cho nên là do cái sự suy tưởng về điều này, nguyện cho con cho đến khi giải thoát giác ngộ, những thực phẩm, những nước uống mà con sử dụng được trong sạch, được trong lành, được vô nhiễm. Nguyện cho những giáo pháp mà con tiêu thụ ở trong tâm thức của con nghe, con đọc, con học thì đều là chánh pháp, được trong lành, con có khả năng hưởng dụng, con có khả năng sử dụng. Và những do sự suy tư này, nguyện cho những thực phẩm mà con đưa đến với chúng sanh đều sẽ là những thực phẩm lành, tức là những đồ ăn, những thức uống con cho chúng sanh, những giáo pháp con cho chúng sanh đều là những pháp lành, giúp cho chúng sanh được khỏe, không có bị bệnh tật do tiêu thụ những thực phẩm mà con đã bố thí cúng dường. Đó. Cái đó mới, những cái mà sư nói mới là những cái mà chúng ta gọi là có tiền mua không nổi. Tức là chúng ta phải khéo suy tư, từ những suy tư đó chúng ta có những cái lời nguyện hợp lý để hỗ trợ cho chúng ta trong sự tu tập. Riêng sư thì sư có thêm lời nguyện nữa, tại vì không hiểu do cái nghiệp gì mà cứ khác hoài, thì nguyện cho cái con đời này và đời sau, đến khi con giải thoát, con không phải sống trong cảnh đói và khát. Còn chứ không gì là thật sự. Rồi khi cái lý do mà Đức Thế Tôn ngài chọn Kusinara đó, đó là nó có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất á, là để ngài tế độ người đệ tử cuối cùng là Suvattha, bởi vì vị này có cái lời nguyện xuất gia nơi Thế Tôn, nhưng mà Suvattha là vị đệ tử cuối cùng. Cái nguyên nhân thứ hai á, nơi đây là cái sẽ là cái duyên để ngài thuyết cái bài kinh lúc tự nhiên sư quên mất tên bài kinh. Ngài Ananda ngài nói tại sao Đức Thế Tôn ngài chọn cái nơi này, cái nơi nó nhỏ xíu như vậy. Kinh Thiện Kiến Vương, kinh Đại Thiện Kiến Vương. Đức Thế Tôn nói này Ananda, nơi này không có nhỏ đâu. Hồi xưa á, đây từng là cái vương quốc của vua Đại Thiện Kiến. Nói chung là Đức Thế Tôn ngài miêu tả trong kinh Đại Thiện Kiến Vương á, quý vị xem này sẽ thấy thú vị, là y chang như là cái cõi Tây Phương Cực Lạc vậy đó. Rồi cái nguyên nhân thứ ba đó là bởi vì nơi đây á, là nơi có Bà La Môn Đô Ná, là vị thánh A-La-Hán. Vị này là vị có khả năng dàn xếp và phân chia xá lợi của Thế Tôn. Và nếu như mà không có Bà La Môn Đô Ná đó, thì người ta sẽ đấu tranh, chiến tranh, bởi vì những cái nước cường quốc lớn á, khi mà hay tin thì họ sẽ kéo quân đến để thỉnh xá lợi của Thế Tôn. Thì sau khi mà Thế Tôn ngài nghỉ ở nơi tảng đá ở Kusinara, thì bây giờ chúng ta thấy là tháp thờ Thế Tôn viên tịch đấy, thì ở nơi đó ngài đã tế độ người đệ tử là Suvattha. Trước đó sư quên, trước đó, đó là ngài bị bệnh do đã sau khi chứ phải là do nha, sau khi dùng cái món là thịt heo của của ông Cunda. Thì ông Cunda đó là vị cái người thợ bạc chứ phải thợ rèn nha, ổng là thợ bạc chứ không phải thợ rèn, ông thợ bạc Cunda. Và lý do mà Thế Tôn ngài bệnh á, là do cái nghiệp quá khứ của ngài. Còn cái thực phẩm á, nó không phải là cái nguyên nhân. Sở dĩ mà sau khi ngài dùng xong á, ngài bảo là hãy đem đi đổ ở nơi không có chúng sanh á, chứ không có nên ăn, là bởi vì chư thiên biết rằng đây là buổi ăn cuối cùng của Đức Phật, cho nên á, là chư thiên họ đổ cái dược phẩm, đổ cái chất dinh dưỡng vào quá nhiều, và chỉ có cơ thể một vị chánh đẳng giác mới có thể chịu được thôi. Cho nên là ngài không có cho đệ tử dùng, chứ đó không phải là cái món độc thì không phải. Cho nên là Đức Thế Tôn ngài đã nói với Ananda là này Ananda, nếu sau này có ai nói là do Thế Tôn ngài dùng thực phẩm của Cunda mà Thế Tôn đã ngã bệnh thì không có nên nói như vậy, mà hãy nhớ là ở thế gian này có hai người cúng dường được nhiều phước nhất, đó là nàng Sujata đã cúng dường trước khi Bồ Tát thành đạo, và Cunda đã cúng dường trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đây là hai người cúng dường có nhiều phước nhất. Tại Kusinara là nơi Thế Tôn đã dặn dò các vị tỷ kheo: này các tỷ kheo, hãy nhớ các hành là vô thường, hãy tinh tấn, chớ nên dễ vui. Đó là lời dạy cuối cùng của Như Lai. Và sau khi Thế Tôn viên tịch, và khi mà Trà Tỳ thì vua Trời Đế Thích đã kệ lên bài kệ là Anicca Vata Sankhara. Phải nói là cái hình ảnh mà Thế Tôn nó đặc biệt lắm. Có vị là đã từng những vị đã từng tới nơi đây thì phải nói là rất là khó để hỷ, vì rất là khó để hỷ. Chúng ta đến những thánh tích khác thì cái niềm hoan hỷ lạc rất là cao, nhưng mà nơi đây là nơi Thế Tôn đã viên tịch Niết Bàn, cho nên cái lòng thương tưởng, cái lòng nhớ nghĩ đến Thế Tôn nó làm cho tâm chúng ta nó trùng xuống. Và khi Thế Tôn ngài viên tịch, các vị thánh A-La-Hán thì các ngài quán thấy cái tánh vô thường của các pháp. Còn các vị phàm, các vị khóc dữ lắm, khóc dữ. Thậm chí là các cái, đặc biệt là các cô các bà còn khóc dữ thần nữa. Và Đức Thế Tôn đã khi mà để ở đây, khi mà để cái kim thân của ngài ở đây thì quý vị có ai còn nhớ là kim thân Thế Tôn đã được bao bọc như thế nào không? 500 lớp vải thượng hạng. Rồi sau đó đó, để trong một cái hòm bằng vàng đó, rồi xong rồi để một cái hòm như là hòm bằng sắt nữa, và đổ toàn là dầu thơm vào ở trong đó, rồi và mới để lên trên cái giàn hỏa thiêu bằng gỗ chiên đàn. Thì đốt á, thì khi mà đốt thì đốt không có cháy, thì mọi người mới hỏi là tại sao không cháy. Thì ngài Anuruddha ngài mới biết và ngài nói là do chư thiên có một số vị là đệ tử của ngài Mahā Kassapa, cho nên là có ý muốn chờ ngài Mahā Kassapa ngài về. Và ngay tại nơi đây ngài Mahā Kassapa, sau khi mà ngài đi đến và ngài đi đến cái gọi là cái nơi bọc kim thân của Phật á, thì lúc bấy giờ á, cái quang á, tách ra, không có một giọt dầu nào đổ ra, cái quang tách ra và bàn chân Thế Tôn hiện lên. Và ngài Mahā Kassapa ngài ôm chân Phật, ngài nói: Bạch Thế Tôn, con là Mahā Kassapa. Bạch Thế Tôn, con là Mahā Kassapa. Bạch Thế Tôn, con là Mahā Kassapa. Thì biết ngài, dù ngài là vị thánh A-La-Hán mà ngài đảnh lễ Thế Tôn như thế, phải nói là hình ảnh đó khi chúng ta nghĩ đến cảm động đó. Và sau khi ngài đảnh lễ xong đó, thì các cái lớp vải bó lại và cái quan đắm chìm lại. Và sau khi ngài Mahā Kassapa ngài lùi lại thì lửa tự bốc cháy. Và ngay khi lửa bốc cháy, đây là cái phải nói là cái đoạn cảm động. Ngay khi lửa vừa bốc cháy, vua Trời Đế Thích ngài đã ngâm lên Anicca Vata Sankhara Upadawaya Dhammino Upachitwa Nirujanti Te Sangvo Basamo Sukho. Có nghĩa là các hành nó là vô thường, đặc tính là phải sanh diệt. Chỉ có sự chấm dứt sanh tử, chấm dứt các hành mới là sự an vui tuyệt vời. Và thế gian từ đó đã vắng bóng một vị chánh đẳng giác. Thế Tôn ngày không còn nữa. Huynh đệ dắt díu nhau, nương theo giới luật, lấy giới luật làm thầy, lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy pháp hành làm nơi nương tựa. Rồi sau đó ngài Mahā Kassapa, ngài kết tập kinh tạng để thống nhất lại với nhau những cái lời dạy mà Thế Tôn ngài đã dạy cho chúng ta. Còn cái việc mà phân chia xá lợi á, là việc của thế gian, chư tăng các ngài không có can thiệp vào. Tuy nhiên á, khi mà lửa thiêu như vậy á, thì quý vị nhớ dùm là kim thân Thế Tôn không có cháy. Kim thân Thế Tôn không có cháy. Mà theo mình nói giống như là cái cát mà khi mà nóng thì nó hóa thành thủy tinh đại loại vậy. Thì khi mà lửa chư thiên á, thiêu cái quan như vậy á, thì sau khi mà kết thúc rồi mở ra thì kim thân Thế Tôn á, tự rã ra thành những cái viên mà chúng ta gọi là xá lợi, chứ không phải là cháy mà còn cho như mình, không phải. Xá lợi á, là cái một phần thân thể của Thế Tôn. Xá ly rá tức là cái xương. Xá lợi là một cái phần thân thể của Thế Tôn. Mà Ấn Độ khi mà khai quật á, thì có khai quật được cái xá lợi của Đức Phật và đem đi giám định, có đem đi giám định và có ra được ADN của ngài, cái đó có. Mà phải nói là bây giờ Ấn Độ xem như là quốc bảo, chứ không phải như kiểu như giờ mình cứ cúng mớ rồi cái cho vài viên, không có vụ đó nha. Rồi đó là mà đặc điểm của xá lợi á, là ở nơi đó mình tu hành cho đàng hoàng thì chư thiên họ còn để cho thờ. Cái nơi mà cà chớn chư thiên họ thỉnh hết, chư thiên họ thỉnh. Mà cái kiểu như vậy quý vị xem chư thiên họ có để cho mình thờ nữa hay không? E là chỉ còn một vài nơi là chư thiên họ còn để thôi. Còn bây giờ đa phần xá lợi niềm tin là nhiều. Cho nên là ba cái vụ mà viên xanh viên đỏ đó thì nó cũng ấn lạnh lắm. Và tới ai thì muốn thờ đó thì thờ, đủ trò chứ mình. Trong khi đó cái nơi mà chúng ta đáng thờ đến đảnh lễ tứ thánh tích. Và về sau á, vua A Dục á, Asuka, đại đế Asuka mới lấy bảy cái tháp tách ra rồi và lấy xá lợi đó chia ra làm 84.000 nơi để mà chia ra khắp nơi để thờ. Nhưng mà bây giờ thì cũng giờ chắc cũng nằm hết ở trên cõi trời. Thành ra là giờ thờ thì mình đem cái lá bồ đề, đem cái cây bồ đề về rồi mình thờ thì nó tốt hơn là mình thờ viên xá lợi. Khi mà chúng ta nghĩ tưởng có sự cúng dường đến Thế Tôn như thế đó, thì bản thân đó mặc dù cái tâm của chúng ta quý vị thấy cái tâm nó trùng xuống, cái tâm nó không có hỷ, tâm thọ ưu, rõ ràng tâm nó thọ ưu. Nhưng mà cái thọ ưu này á, nó vẫn có thể đưa chúng ta đi lên. Tại sao? Bởi vì giống như con ngựa kiền trắc á, con ngựa kiền trắc khi mà Bồ Tát bỏ đi xuất gia đó, con ngựa thương tưởng Bồ Tát và giống như là bị đột quỵ và chết tại chỗ. Thì sau khi chết thì đã sanh là một vị thiên tử, và trong tương ưng á, là đã xuống đảnh lễ Thế Tôn, có xuống đảnh lễ Thế Tôn. Rồi Voi đã ở với Bồ Tát ở trong cái sự kiện là Chư Tăng chia rẽ ở Kosambi đó, thì con voi hộ độ Bồ Tát á, thì đó là một sau khi mà Thế Tôn ngài từ giả ngài đi thì con voi cũng đột quỵ mà chết, thì sau khi chết cũng sanh thiên. Chính vì như vậy á, mặc dù là với lòng thương tưởng Thế Tôn thì cái tâm chúng ta đang thọ ưu, nhưng mà đó vẫn là thiện nghiệp có thể đưa chúng ta đi về các cõi lành. Chính vì lẽ đó trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Thế Tôn mới nói là này các tỷ kheo, có 4 nơi mà các ông có thể nên đến để cúng dường, và 4 nơi đó khi các ông mệnh chung á, thì có thể được sanh thiên. Còn nơi đây chúng ta thương tưởng Thế Tôn, và nếu mà mình chết được ở nơi đây thì phải nói là nó khỏe dữ lắm. Thành ra là mình thì mình thấy mình tiếc cho một số con vật á, nó không có chịu cái sự hạn chế như mình. Ví dụ như con chó, con chim, con kiến các thứ, nó cũng tới nơi đây, nó sống ở nơi đây rồi nó chết ở nơi đây, nhưng mà nó không có trí để nó nghĩ tưởng thương tưởng Thế Tôn, cho nên là nó sống nơi đây mà nó cũng ỷ ở nơi đây luôn. Thành ra là uổng, tiếc cho tụi nó. Và cũng tiếc cho những người ở xung quanh đây, họ không có hiểu về chánh pháp để họ có cái sự cư xử đúng mực với Thế Tôn và đến các thánh tích, rất là uổng. Nơi đây là nơi mà khi chúng ta tạo các điều phước thiện, cái phước nó dữ thần lắm, sự nói thật nó dữ thần lắm, không có ai tưởng tượng nổi. Mà nếu mà mình tạo điều bất thiện thì cái ác nghiệp nó cũng ghê gớm. Có một điều mà sư suy nghĩ từ hôm qua tới giờ, là khi mà chúng ta đi, chúng ta gặp những người mà họ xin mình thì mình không cho, thì nói thật là nó cũng ngược với cái giáo lý, với lời dạy của Thế Tôn. Nhưng mà nguyên nhân xuất phát từ, cũng nói thẳng là tại vì cái khả năng tài chánh mình không đủ nhiều, cho nên khi mà xin mình không có đủ khả năng để mình cho một cách thoải mái, chứ không gì hết trơn. Cho nên là quý vị nên có cái lời, hồi sáng thì sư có nguyện, và sư mong là quý vị cũng có lời nguyện giống như thế này, là mong cho sự bố thí, cúng dường, cung kính, đảnh lễ đến tứ thánh tích, nguyện cho đời này và đời sau, cho đến khi con giải thoát giác ngộ, bất kỳ ai đến xin con đều có khả năng cho ra, con đều có khả năng làm cho họ được hài lòng, thỏa mãn. Bất kỳ khi nào con có lòng muốn bố thí cúng dường, con đều có khả năng cho và không rơi vào cảnh khó nghèo. Và biết đâu cái lời nói này sẽ là cái duyên, lần sau mình đi đến, mình không chỉ đi đến với cái tay nó có chút xíu như vậy, mà mình có thể đi đến với cái tay là coi như là thoải mái, cho thoải mái bố thí. Thật sự mong như vậy. Và cái này sư cũng mở ngoặt nha quý vị, về nếu như á, mà gọi là cái tài chánh mình mà nó phát triển thuận lợi á, thì hãy nhớ đến lời nguyện ngày hôm nay.